người nói là đòi muốn gặp mặt, ta nói để tao kêu nó dán hình lên, chụp hình tao dán lên đây cho nhiều người ta. Bịt me. À bỏ vô bịt me đi. Ừ. Sợ thầy Minh tới thanh toán luôn bà. Mẹ mới nghe ta vụ án gì nữa phải không? Vụ gì? Cái thằng kia lại nó nói hả, nó đi chiếc xe Big Ba nha, nó sang lắm nha. Xong rồi tới nó nói dì gái bán cho con hộp bánh bèo cho má con. À, dạ. Xong tao bán cho nó hộp bánh bèo xong xuôi nó chết rồi, con quên đem tiền cho con thiếu nha. Tao nói ừ. Xong rồi cái đứa đạp xe. À, đứa đạp xe má ngoài không nổi nó kêu chết cha, hết xăng cho con mượn thêm 100 ngàn. Con đổ xăng. Cuối cùng hôm nay không thấy mặt mày, chút trời. Quay lại chả gì ấy mà tới nay hơn nửa tháng rồi. Đây luôn hả? Ủa. Đó. Ở gì ba tuần rồi mày thấy không? Là nó hết xăng thiệt không? Giận tới nó tới nó bán nó 3 ngày nữa mà tới người ta thấy sao nó biết ta đâu nó trả mày. Vết ba màu gì vậy cái? Không biết nữa, màu gì ta cũng quên rồi nhưng mà đi chiếc vết ba ngon lành lắm. Ừ, phải để camera đây đó chứ. Trời ơi, sao gái sao bán đồ chay mà la ma dữ. Thôi chắc cái đứa tao bị tao giật nợ người ta, bây giờ tao giật lại tao. Vậy đi, nói ăn ủi vậy đi ha. Ờ, giờ nói gì vậy? Bịch bánh bèo là nhiêu vậy? Bịch bánh bèo 23, 100 ngàn mượn, đổ xăng. Trời đất ơi. Vậy là thầy Minh rồi vết ba rồi cái gì nữa? Thầy Minh rồi vết ba rồi cái cô quen của bà chị hả, bảy chột. Ô, chính cho trời cho mẹ. Mà có giờ nói ra rồi, dĩa mì hả con? Mỗi lần à, mì mỗi lần tới đây là một lấy, một câu chuyện mới. Bởi vậy không có chuyện có bún xào không rồi chứ không có bún tươi. Dạ hai chục lấy cái giò không, 25 còn nó nắng đúng là nay mặt trời đổi hướng. Không một thứ thôi, chạy ăn ít đây em bán cho. Rồi nhá, bỏ giò vô 20. Bạn nào đi vết ba mua đồ của dì gái tới trả đi nha, người ta bán không có lời gì. Rồi, thấy không? 123 ngàn hả? Ừ, 123 ngàn. Thôi chuyển khoản đây gái, nó lỡ nó. Ta đâu có tài khoản đâu mà nó chuyển. Ờ. Người ta bị xù nợ hoài. Nó cho nó mượn 100 nó đổ xăng, xong em cũng cho mượn 100 đổ xăng, nó chút dọc lại nó trả liền người gái. Hai ba tuần rồi nó không có quay lại nó trả cho em luôn. Ồ bữa là có gì luôn á hả? Nó quịt nợ em rồi. Trẻ hay già vậy gái? Trẻ. Trời ơi. Trời gái. Nói cho bán cho cái nhỏ áo vàng nó đi về đi. Dạ. Nghe lời ổng đi. Nghe chứ. Khỏe hay gì gái? Đây. Nếu muốn lên thì đó em quen tay cái đó, này bán chè cho nước luôn. Em liền bỏ riêng đi, bỏ nước tương. Rau câu nữa ha gì gái? Rau câu nữa. À. Hôm nay sao nắng nó vô tới đây vậy ta? Mặt trời đổi hướng, ông trời ông nhìn ngó mình rồi. À. Thế nào ta cũng trúng số rồi, tại vì ông chiếu vô chỗ ông Hiếu kìa. Ừ. Nắng xong chiếu vô chỗ ông Hiếu người ta. Ờ, dễ gì ta ngồi vô mát là tìm chỗ ta trú rồi mà. Nắng quá trời. Hết mẹ như nghĩ là lựa nãy giờ quá trời rồi. Ừ. Cái gì nhỏ gọi là gì gì vậy? Gái? Gì nhỏ là bánh cũng cho nước luôn hả? Ờ, viên ỉ. À, chè ỉ. Rồi, cũng cút rồi, nãy cái kia là nhiêu? 32 ngàn kia hả? Phải không? Ốp, ốp. À, bao nhiêu? 30. 30 với kia 32 là... 62, 62 đó chứ xin chào. 62 là 82, 82 cái này mình làm 92 nè. Về đây. 9. 115, 117, 117 rồi. Rồi nhỏ nhỏ không có cho ông nghe. 92 với 25, 115. Ờ. Ấy vậy là 97 hả? 117 hả? Bác bình sinh nước hả? Đây 117, trả tiền. Bác ăn chưa? Hai bữa là 90. Cuối năm người ta thường ăn trôi nước cho nó trôi đi những cái muộn phiền ở trong năm hả gì gái? Cũng có hồn đó, tháng 7 đó. Ủa nhưng mà giờ tháng 12 hả? Trời ơi, còn có nửa tháng nữa Tết hả gì gái? Đúng rồi. Này bán mì. Con lấy gì kiên giới này được chứ bà, con lấy gì? Anh nói là không ai dám lấy của ổng hết á.
nè nè nè, cái gì mình chạy chạy xe nước hết chạy giò rồi rồi giờ mới gì đây mình xe nước nè mình xe nước bao đâu đây nè bao nè bỏ vô có lại cái chạy giò thì giá 50 tám sao rồi 190 hả mì sao ăn đây luôn phải không ăn đây cái gì chén nào hết trơn vậy trời cái chén đâu hết rồi ủa đi chị nhà lấy ra đứng chỗ không chị có bán không bán ăn với ba ấy con còn không ừ. Trời luôn chả giò quả sắn mì xào đậu hũ ủa em gái nó lấy gì em hai đứa xa nữa hả gái thì thiệt tình không chịu lấy cho con bà chạy vô lấy gì chạy vô lấy chén gái này có hai người tiếp xúc luôn hả? Bữa nào quán được chai là ngồi làm nước tương cho bà không kịp luôn á. Ừ. Bà ăn nước tương hả con? Dạ, vô nước tương không ăn chưa quỷ cho em cái giấy. Vậy ha, đẹp. Cái này là miếng ớt chưa lăn rồi. Em chỉ được hết luôn đi kìa. Con ăn. Cho em cái dĩa nữa. Nè chị phụ ớt mình ăn rồi nha cô. Dạ. Mua ớt quá trời ha. 40 á. 40 ngàn nữa luôn, ăn giống hủ phê luôn nè. Ừ. Này cái phê luôn. Không ngã giờ anh hộp đem về. Cho tôi miếng giấy rồi có giấy không? Nè chị. Mấy giờ với tàu thủy gì luôn vậy? Đậu hũ mình mua sẵn hay là mình mua sống về gì đấy? Mua sống về chi là? À. Nè, đá đưa cho cô đó. Hình ra nó mới có hành hành luôn hay gì đó. Cái đó là nấm mèo với tôm khô. À, nấm mèo với lại gì đó. Nấm mèo với bún tạo. Nhét cho đó đó. Dạ. Bánh chai nếu một hộp đem về. Mày hai chè phải không nhỏ? Hai chè. Dạ. Thấm tao nghe con nhỏ kia. Hôm nay chả giò với này ngoài thấm nó vàng nha. Giò. Hôm qua mới dọn ra có xíu thằng nhỏ mới lại xin ra. Ngọc tới ai nó xin nó cho nó bịch chè mới bán nó chút xíu nó cho bịch chè. Ừ. Có kệ cũng phải cho. Bây giờ sao ăn quịch nhiều lắm nha. Hồi bữa trên bún bò trên Tân Bình á gì gái. Mua 8 lần 6 480. Xong kêu bán một tô đặc biệt nữa. Vì đó đang gói tô đặc biệt cái rồ ra chạy mất tiêu luôn. Trời đất. Nó đâu có khá đâu. Mẹ ai muốn đi. Thấy không? Ừ. Con trai sao mai mua cuốn hộp vậy em? Mới ăn hết trơn rồi. Cái bà gái mất mớ mấy hộp. Ăn thì tao bán có mấy bữa rồi tao nghỉ rồi. Tức là bán ngày mai nữa, xong rồi nghỉ 2 ngày. Nghỉ 2 ngày xong rồi đi chùa về bán có 2 ngày nữa nghỉ luôn. Đó, vậy vậy đó. Em cứ chơi sao. Ở mày lắm, bán chị dĩa bún sợi. Hai lắm rồi.
cố ăn đi chứ em thôi là tao nghĩ quên giá đấy. Luôn ha, quên giá chết lái thôi. Đó là nó mua con hộp mà. Cho ớt nhiều vô cho ảnh. Chè nhiêu chén vậy gái? 2 viên có 10 ngàn à. 2 viên 10 ngàn. Ghê không? 2 viên 10 ngàn, 3 viên 15 ngàn. Một người đàn ông xuống giá có 10 ngàn à. Mẹ nhỏ mày lấy đó giùm chưa gái lên nhỏ. Cái này là màu vàng, này là màu đường hay là sao vậy? Thốt nốt á. À, nấu đường thốt nốt ra màu vàng vậy luôn á. Thằng Thảo, Thảo Vy nó đi xuống cái mua đường thốt nốt ở dưới đó, đường mà đường đặc biệt á. Dạ. Chục ngàn cái gì nó cho gái. Dùng cho ai. Anh mua mai mốt đặt đường nó luôn đi gái. Thôi đặt đường sao bán cũng có lời, có 40 rồi nó 80 xong có lời, cái đó chỉ ăn thôi. Nhưng mà không có lời, bán không được. Đắt lắm. Trời ơi, đứng ngoài nắng. Thằng Thanh hả? Hôm nay nó không có xuống, nó sắp sửa về quê rồi chị. 20 là nó về rồi, thành thử ra hả? Mấy bữa nay nó bận biểu lắm, nó về phải làm mực rồi, rồi đi giao nữa, thành thử ra không có thì giờ. Bận lắm. Bánh bèo sau 100 ngàn nữa hả? À, không bánh bèo sau còn xù thêm 100 ngàn nữa. Mấy lần vậy bà không chị? Bà không rút kinh nghiệm. Không, mình ăn luôn hả chị? Mình nghĩ đâu là nó đâu có vậy. Ba viên tròn với lại 5 ngàn ỷ. Đừng bỏ ỷ nha. Ủa thì nó thẳng đâu là nó... Không có đến nỗi vậy đâu, tự nhiên. Kỳ quá. Nó làm cực khổ thấy bà luôn à. Nó làm cái khổ với bà mà mua rồi nó làm như Covid xong cái nó làm cho người ta biến đổi tính rồi sao? Ăn lường cái nước trà ra giùm nha sao? Covid xong có nhiều người bị bệnh quên đó gì á. Ờ vậy đi ha. Lẫn luôn. Lẫn thơm không. Nó không có luôn. Chứ người ta thiếu tiền mình coi như là giật rồi đó, giật tới giật lui rồi nhảy giật giật đẫm đẫm thôi rồi đó. Dạ. Cái tiền nghe cứ mai nghe người tỉ mấy tùm lum. Đấy, đem giả mà anh có 25 ngàn với lại chén xa ha anh. Anh quá trời lắm. Có 30 của anh. Dạ, bữa đi mày. Dạ. Bỏ luôn. Đi chùa ở đâu là gì gái? Cái đi Châu Đốc. Châu Đốc. À. Cô nghĩ con là nghĩ đi Châu Đốc. Thứ bảy nhật. Phong ba chục tròn với lại năm. Nè. Đi theo đoàn hay là đi nhà mình thôi vậy? Gái tự tổ chức đi luôn. Anh nếu ơi cái này của anh. Là khuya mai cái đi đúng không? Dạ, tối ngày mai 10 giờ em mới đi. À, 10 giờ. Sáng sáng dưới cứ điện thoại cho. Dạ, dạ. Đi bán mai. Bán ngày mai nữa. Tối 10 giờ mới đi lượt chị. Già mày 75 cho lên mới lãnh thấy không? 80. 20.40 cục cho gì hết. Tao tuổi và tầm chục. Ăn gì chị? Tám chục là giờ 270 hay 300 mấy ta? Mừng thở. 75 đưa danh sách lên tới 80 cái gì? Cái đó là chỉ mừng thở mà. Cho con nói cho Thanh giọng xong con chọc trên mạng cho người ta chửi. Chửi vậy nè. Đó, để trà đá đậm gì mới ngon phải không? Mình có một ly trà đá rồi.
chiên nước gì gái, chiên nước của gì gái rất là ngon, nước trà cũng ngon nữa. Trà cũng ngon, nước gì nữa. Nhỏ vậy tới uống 2 ly không à? Ừ. Rồi ăn cái gì mà gì kè. Lịch đi Châu Đốc nữa mới ghê chứ. Rồi dán bản vậy luôn á hả? Rồi dán bản luôn á. Hồi nãy mới tính nhiêu qua nè. 60. Đi đi Hà Nội rồi. Đi Hà Nội nữa rồi hả? Ừ. Đó đủ đó nhiều rồi. Nửa miếng này hả không? Nó hàng nó bự rồi, tôi chết rồi. Tốt để nó chạy nước. 33 khối đại 17. Cái phần múc em bịch nó hơi nhiều nhiều, múc tôi thì chắc phải 17 khối đại 17 nha. Rồi rồi đó, cô mới chặt cái tô đó nhiều múc tôi cho con. Dạ. Ba cái đồng tiền thì nó bị dính ớt vậy nè, chết rồi. Chữ chỉ gì dĩa mì của chị nhiêu tiền vậy? Dĩa 20 ngàn. 20, 30 ngàn chị. Bữa giờ 3 tuần rồi hả chị gái? À. Vậy thôi hả? Không, chỉ là nó đo cho nó mấy nhiên chị? Thầy Minh cô gì? Cô Cúc hả? Không có đau bụng hả? Ủa chim, nhà nước, nước nhà đó. Ờ đó. Sao, có đại uống không? Đại uống mà còn đang gỗ với gái với chị Phượng đó. Cái này nước gì? Nước nhà phải không? Ừ. Thì của nhà nước, tự bút uống. Mới chế trà vô đậm đen luôn á, uống là mê luôn á. Ngày hôm nay em đi trong mưa, thế nhưng lại quên không qua cửa. Hết thủy à? TikTok cô lên nhiêu rồi, mới gần 1 triệu rồi đó, 600 mấy rồi đó. Phải không? Mới có mấy nè, giống nhiêu. Chú hát bài gì? Gì? Hát bài gì kìa? Trời đâu quýnh đâu. Ngày mai người ta đi lấy chồng. Trời chơi TikTok luôn. Gái bữa nào chơi TikTok đi gái. Thôi tôi sợ quá. Lên mình nhảy mình hát rồi cho vui. Thôi, ta đứng ngọn dựng ở đây nè. Giờ không có bán không chị, tại vì em hết rồi, còn có nhiêu đó để bán chung, còn không bị đầy dưới đây nữa. Làm như nắng quá người ta không có đi ăn hay sao? Trời ơi, Hà Nội với lại miền Bắc thì đang rê rét đậm. Cũng còn 25 ngàn. Hà Nội thì rét quá trời đậm phải không? Mẫu Sơn có tiết rơi rồi đó, gì gì gái phải không? Ừ. Lên đó chụp hình đã lắm á. Lạnh teo luôn chứ đã. Tao thấy nó chiếu trên TV trên cái đỉnh gì đó, cái đỉnh Mẫu gì Sơn, đó. Mẫu Sơn. Trời đất ơi. Tuyết đó, nó quá trời mà vậy người ta ráng leo lên đó. Cái chỗ đó nó treo leo quá, ấm ơi ấm. Nè 20 cũng còn để giờ đầu ngủ với quần nóng thì đủ. Bình chè. Nghĩa này hơi môi cũng chỉ giờ thôi. Giờ 4 cái đầu cầu luôn. 50 đầu cầu. Con miếng gì? 5 đầu cầu, 4 hộp thì đủ. Trà đá ngon nãy giờ ai cũng khen vậy. Uống thử coi nó ngon không biết à. Uống thử coi. Ê, cái gì? Cái lá gì vậy? Gì vậy? Ốc sống gì vậy?
Trời ơi, làm hết hồn. Làm hết hồn. Quay chị luôn. Hai bà làm tôi với gái giật mình luôn. Mấy chuyện gì? Nào vậy? Quay đây, đây là chị Năm Ngứa. Năm gì? Là cái hàng thân thuộc của tiệm cô gái. Năm Ngứa hả? Năm Ngứa. Năm Ngứa. Năm Ngứa dữ lắm, nhà má uống thì má. Lo lô lên mạng luôn. Thôi. Ăn gì Trinh ơi? Cho đẩy. Năm cái rau câu đi cô gái. Đây năm cái rau câu có liền luôn. Mấy hộp tất cả? 5 hộp hả? 4 hộp. 4 hộp với 5 cái rau câu. 125.000 tổng cộng. À vậy hả? Chả giò đậu hũ Bình Thánh luôn phải không? Vậy là một hộp 28.000, 5 hộp, 4 hộp. 5, 6, 112. 112 với này 20. Là 132. Trời ơi. Cầm cái đồ đưa bốc cái hồi dễ dành dịch đó nha. Nè. Mấy bỏ bao vô đi cho tôi rồi đi. 5 ngư đúng không? 5 ngư. 5 ngư. 32 có lại. 132. Có 2.000 lẻ không? Không. 1 miếng. 132, 140. 150 rồi nè. Đây bỏ vô hộp để xíu gái xíu. Có đủ thứ ở đây. Dạ chị đủ thứ luôn ha. Gái gì là lên mối thân thuộc của gái đó. Tôi biết là thứ tư. 4 bịch chị. Cái này nước không cay nha. Cay hết luôn đi. Này cay hết nè. Nó ăn rồi rồi hết đi. Đang quay đó, đang quay đó. Trời ơi là trời. Lạy bà luôn á. Năm ngươi. Quay đó. Đã thấy không? Mai có anh mấy anh chị là tìm tới nhà bà luôn. Mai có người kiếm bà gái chứ gì cương chi? Không. Bà gái nổi quá đi. Rồi. Ủa mướt thì lại mướt nữa. Bữa giờ có ai tới đây tìm con không chị gái? Hả? Có ai tới tìm con không? Có, khi mà chụp hình đó, tao nói để đây khi mà chụp hình gửi lên đó. Phải không? Sài Gòn dấu yêu hả? Sài Gòn dấu yêu gì đó. Cao 1m8, nặng 81kg. Mày bà như đó cao 1m8 à hả? Ừ. Thôi đủ rồi. Như thôi hả? 1m8 à. Nhiều người hỏi con có phải là 83, 84 gì không? Con nói con 1m8 à. Giờ Bình Thánh đủ, đủ thứ luôn đi. Rồi, ok. 28 triệu thôi. Với trai bạn. Thấy cô đi chưa? 5 ngư hả? À, đi rồi. Gái gì mà nói chuyện bạo lực quá à. Thấy không? Ô, chả giò ra nữa kìa. Vì gái ém hàng. Ém hàng hay giờ mới chiên xong rồi chứ ém gì. Nãy giờ bà ngoại nhà bà chiên đó. Má gì gái hả? Ừ. Ồ. Có lẽ 20 hả? Bà ngoại năm nay 8 mấy rồi vậy? 80. Còn thao 4 quá. Còn thao 4 chưa lên kìa. Quen nhiêu? Hai hộp 50 không? 50 với 2 miếng đậu hũ. À 50 với lại 12, 62 con. 62 thế là 38 nè. Cho con chén chè kìa. Đây, đợi xíu, có liền 2, 4, 6. Rồi, cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo ạ.